chào chị gái kế tiếp áo trắng. Chị Bưởi hả? Dạ. Chị Bưởi tên đẹp. Chị Bưởi năm nay là năm mấy mấy? 52 hả? 52 là sinh năm 73 hả? 73 51 thôi. 51, 73, 51 à? Ông xã chị đâu? Ông xã ở nhà, ông đi làm bảo vệ. Ôi giời, chị nói chuyện lớn tiếng lên. To lên. Dạ. Ông xã là bảo vệ. Dạ. Trước đây chị làm gì? Hồi trước anh đi làm sự nghiệp ở bộ xéo. Bộ xéo hả? Dạ. Bộ xéo chẳng bom hả? Dạ, 13 năm. 13? Dạ. Sao mình không làm tiếp? Sau khi hạ giảm biến chế công nhân. Dạ, biến chế công nhân thương nên cho em nghỉ cái thương được em được 100 triệu. Trăm mấy? Dạ, được 137 triệu. Chị người gốc Huế hả? Dạ, em ở Quảng Trị. Ở Quảng Trị hả? Chị vô đây lâu chưa? Dạ, em vô lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Hồi là vào em đây có con nhỏ có 4 năm tuổi. Ồ. Ông xã chị có dễ thương không? Hiền lắm. Dạ, cũng có hiền, cũng có khó chịu. Hiền nhưng mà cũng nhiều cái cũng khó chịu đúng không? Dạ. Mỗi người có đặc điểm riêng vậy. Dạ. Mình sống với nhau đôi khi mình phải chấp nhận những cái gì của nhau chị. Dạ. Ừ. Vậy là thời gian vừa qua là chị không có việc làm hả? Dạ, đúng rồi. Thất nghiệp. Dạ. Kinh tế nhà mình ổn không? Dạ không. Sao trăm mấy mình không mua vàng đi cho chắc ăn cất đi? Thì em gửi đến ngân hàng thả hạt cái bánh đó. Ồ. Dạ. Thì em nói là để chị tìm hiểu ở đâu mà chị lại dính vô cái công ty này? Thì em cũng thấy mấy người họ giới thiệu đi vào thì em là đi vào luôn. Mấy người giới thiệu mất nhà chưa? Bán nhà chưa? Dạ em cũng không biết. Sao chị tìm hiểu mấy người giới thiệu chị là giờ hiện nay người ta mất nhà chưa? Thì người ta còn nhà ở hay trốn rồi? Người ta không vợ con làm nhưng mà người ta vợ con ở nhưng mà em không biết một cái. Còn ở nhưng mà còn ở nhưng chắc cầm ngân hàng rồi. Dạ. Giống như chị gái này còn ở nhưng mà cầm ngân hàng rồi. Dạ. Mới đầu nó có dụ chị giống cái tình huống giống chị gái này không? Dạ. Đều một bài toán đúng không nhỉ? Dạ, rồi. Đều một kế hoạch, một chính sách. Dạ, rồi. Thì một thằng nó mà ra một chỗ. Cũng một chỗ. Đúng rồi. Nhưng mà trước đây ấy, các chị còn trong đó trong một cái chi nhánh nhánh một cái công ty đó, các chị có được nói chuyện với nhau không? Dạ, có. Không. Nó chỉ bình thường thôi, còn nói chuyện nó lâu hay nói chuyện tích cực chứ tiêu cực không cho nói. Nói chuyện về công ty thôi. Đúng rồi, nói chuyện về kế hoạch. Đúng rồi. Hoạch định. Đúng rồi. Là mình mua xe, bà này mua ô tô, ví dụ như vậy. Dạ. Thuốc này tốt và thuốc kia tốt hơn. Dạ. Vẫn là trong công ty. Dạ. Còn bây giờ bàn tán mà mày đóng bao nhiêu, tao đóng bao nhiêu là không cho. Lương tháng bao nhiêu như vậy là không cho, cấm luôn, cấm tuyệt đối không cho lại. Có là có người kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Có người canh chừng đúng không? Đúng kiểu rồi. Vậy hả? Canh lên đúng rồi. Có người canh. Camera canh số cái luôn. Điện thoại mình có được hoạt động không? Dạ có. Có nhưng mà có ai để ý điện thoại mình không? Dạ. Nó bắt vô nó bắt chế độ để im lặng hết. Ờ. Khi nào vô 7 giờ mưa là đi chứ đọc cái nào mà về hoặc là nghỉ trưa bật lên hoặc về bật lên thôi. Ôi còn đi được nó im lặng hết. Sợ người gia đình gọi. Bộ mày đang ở đâu? Em đang ở đâu? Vợ yêu đang ở đâu? Bọn em đang trong công ty đa cấp là té ngửa luôn. Đúng không? Đó. Đấy là cái chiêu bài chị. Thì em mới vào cái... Chị mới vào hả? Không, nói chung là em mới vào được 2 ngày. Xong 2 ngày? Mỗi lần đầu là học về sản phẩm. Ừ. Qua về nội quy. Nội quy xong với cơ quan ngày mai là em về đóng là 13 triệu. Úi giời. Thì em cũng đóng 13 triệu. Sao mình đóng mình không suy nghĩ nhiều gì à? Dạ. Xong đóng 13 triệu xong rồi qua ngày mai là hình kêu là đóng 100. Xong em đi lại thì chúng ta ngang hàng. Em động là đầu tiên em động là 13 triệu, sau đó em động thêm 150 triệu. Trời ơi! 120 triệu. Đóng nhiêu mấy? Rồi thôi. Đóng mấy lần? Thì em động 3 lần đó. 3 lần, lần đầu tiên là 12 triệu. 13 triệu. Lần thứ hai? Là 150 triệu. 150 triệu. Lần thứ ba? 120 triệu. 120 nữa? Rồi một lần động 136 triệu. Ôi cha mẹ ơi, cái tổng cộng mấy trăm? À, 13 triệu 600. Tổng cộng mấy trăm? Là thiểu 600, thiểu 400 nữa, hay là 600 nữa là đây 300 triệu đó. Ôi giời ơi, gọi là 300 triệu. 297 triệu, 297. Gọi là 300 triệu. Không 300 triệu đi. 300 triệu. Dạ, không thì có sẵn. Tiền mình của mình hay tiền mượn? Dạ, tiền cũng có mượn, mà cũng có của công ty để ăn, để dành vô lại. Là còn là mình dành những 5 tháng vừa qua. Dạ, đúng rồi. Mình đi làm dành dùng lại, tiền dạ. Bảo hiểm cũng kiểu vậy hả? Dạ. Chồng biết không? Không. Giờ biết chưa? Ôi giời ơi, hôm nay thì cả thế giới biết rồi. Thì chắc chắn chồng chị sẽ biết. Chị ạ. Chắc chắn chồng biết. Nhưng mình phải đối diện sự thật. Nếu không nay mai, một ngày nào đó chồng chị hỏi những cái số tiền này thì chị trả lời làm sao? Thì đó. Bây giờ tốt nhất là mình về mình nói thật.
đưa cái đoạn video video này, cái đoạn clip này, mình nói hết sự thật. Chồng ơi, em bảo chồng là phải nói sự thật mạnh mẽ anh chị. Em thấy các chị rất dễ thương, khổ. Trước đây mình có nghĩ bao giờ một ngày nào đó mà mình bị ai gạt không? Nên chưa. Chưa hề nghĩ đúng không? Giờ mới lần đầu tiên, nhỏ lớn chưa bao giờ bị. Đấy. Có nhiều người ấy, bị gạt một lần một thôi là cả cuộc đời không không cứu bạn được. Nhưng các chị dù sao thì dù sao đi chăng nữa, nhưng đây là những đồng tiền mồ hôi sưng nước mắt của mình. Dù rằng nhỏ nhưng cái công sức lao động của mình rất cực khổ, lao động chân tay mới có được. Nên vì vậy tiếc tiền là phải, mà số tiền ấy không hề nhỏ. Một người là 300, một người là 150, không hề nhỏ. Để mà bây giờ dành dụng được một số tiền đấy là cả một vấn đề. Ông chồng chị làm bảo vệ hả? Lương tháng được mấy triệu? Được 4 triệu. Ôi giời ơi, 4 triệu. Một năm được 48 triệu. Lấy cứ cho là thưởng khoảng hơn 50 triệu. Lên là làm cả. Làm cả đêm. Thuận buồm xuôi gió là năm là khoảng 50 triệu. Đúng không ạ? 8 năm. Đúng không? 7-8 năm đổ ra. Chồng chị ấy là phải nhịn ăn nhé. Nhịn ăn 7-8 năm đổ ra. Thậm chí hơn nữa. Mới có thể có được số tiền lại như ngày xưa. Chồng chị năm nay bao nhiêu tuổi đâu? Năm năm. Năm năm à? Dạ. Có là mấy đến giờ phút này chồng chị phải cố gắng vì vợ, đúng không? 5-7-10 năm nữa tuổi già sức yếu chưa biết rằng đến lúc này còn làm được không? Đúng rồi. Mà tiền thì hết. Dạ đúng rồi. Thì ai không ghen dùng được nhiêu đỏ lúc lờ á, bình hoàng ổn đau. Chị có mấy người con? Chị có mấy người con? Dạ, trai hay gái? Được trai. Chồng với vợ hết chưa? Chưa. Còn ở chung không? Dạ con. Sao trước khi mình làm con chắc lớn rồi đúng không? Con bé em đang học được 12. Ồ. Chị ở nhà hay nói chuyện con gái không? Cũng thỉnh thoảng với vợ. Thế còn trai bao nhiêu? Con trai 24 tuổi. Ôi giời. Tại sao mà trước đây á, mỗi một cái gì đó bất thường mẹ con hoặc gia đình không nói chuyện? Tự làm tự chịu hả? Ừ. Thì em cũng nghĩ con chị biết chưa? Nhà con gái em nói hàng tuần thủ tiền tiền mẹ con biết rồi. Biết rồi. Tại vì em nói đi, cha mới biết được chắc phải cũng tự. Bây giờ này, con gái biết rồi đúng không? Dạ. Không có con nào cũng thương mẹ hết. Chồng đôi khi giận có thể sẽ la dày, và có thể nhiều người nóng tính người ta sẽ đá đít luôn vì tiết tiền. Chị trong tâm trí là đi làm tháng cũng mấy triệu, giờ để vợ làm mất hết. Ai thực sự kiên nhẫn thì người ta mới nhịn được thôi, và những người nóng tính là cũng mệt. Nhưng mà thôi, mọi chuyện nó lỡ rồi, chị về gọi các con chị nói chuyện với con trước, nói chuyện với chồng. Đêm em đang ngủ cũng được. Đó. Em tiết mong tiền. Đúng rồi. Ai mà không tiết tiền chị? Chị bỏ bao năm công sức mà đến giờ phút này mới có được số tiền đó, mà thậm chí phải vay mượn nữa mới đủ số tiền đó. Đến giờ phút này trắng tay. Chị đã nhận hàng gì về nhà chưa? Có dám chở hàng về nhà không? Có. Thì cũng kêu lại về thì lại về, mà về bán mà bán có được. Bán cho ai? Cái đó là toàn đất sét thôi. Bán được. Ồ. Toàn xương bò không à, đất sét và do chấu không à, và rễ cây không à, nha, và thậm chí là lân phân đạm. Em nói chị nghe vậy, ơi bán làm sao được mà bán, ai kiểm định cho chị cái đó mà bán, ai dám định cho chị trong đó những cái gì, ai dám mua, ai dám dùng, sức khỏe là quan trọng. Thảo vừa rồi, thảo trưởng anh mua lần được 12 triệu, với thảo biết lần được có 340 ngàn. Đã là bỏ ra 300 triệu mà lại được có 300. Chị nghe này, mới đầu là chị đóng số tiền nhiều nó sẽ nhớ chị. Đúng rồi, đúng rồi. Còn giờ chị không đóng nữa. Còn nếu mà có người đóng cả chục tỷ, hơn chục tỷ mà. Và tại vì em không có kiếm đồ tạc ra. Đúng rồi. Nên không có tiền. Là bắt mình phải đi dụ. Đúng rồi. Mà dụ chắc chắn là sẽ dụ người nhà. Còn dụ người lạ là các chị chưa đủ đẳng cấp. Nhưng mà dụ em thì bây giờ em chơi. Chị sẽ phải dụ người nhà, người thân, bạn bè.
mày vô đây tao lương tháng mấy trăm triệu này, mấy chục triệu này, mấy hôm năm giàu lắm. Là nhiều người tưởng thật là chị mới có lương, lấy lương người nọ, lấy người nọ ăn người kia, nhưng cuối cùng ấy là chúng hưởng hết, chị cũng chẳng được gì. Còn nhiều người bị đuổi ra đường luôn. Hiện nay là 300 triệu để tháng tháng. Đang được, cứ nói em biết làm được làm thì nghỉ. Chị nghĩ là công ty nó có hỏi không? Nó kêu chị nghỉ à? Nó kêu chị là không làm được là nghỉ, có là không đi lừa được là nghỉ, đúng không? Buồn không chị? Tiền mình đưa cho người ta, giờ người ta kêu mình nghỉ. Thì nó kêu không làm được thì nghỉ đi. Chị đã bao giờ thấy cái công ty nào nó bất hợp lý là vô ấy, không hợp đồng, chỉ có mỗi cái căn cước không à? Mà bắt mình đóng tiền mình mới có việc làm, mình đóng tiền mình đi làm mới có lương, mà bắt mình ngày nào bắt mình học cái này. Sao chị không tỉnh táo? Chị lớn tuổi mà. Đó, nó sẽ đưa chị vào thế bí, chị không không suy nghĩ được. Đúng rồi, không biết sao tự nhiên sao nó nói xong rồi. Nói chung là cũng có cái lòng con người mà cũng hơi tha. Đúng. Có cái này nó nói sự thật là như chính vậy xác. Tại vì hắn cũng nghĩ là bây giờ chưa là chị đi vào đi, rồi có quyền lợi nhiều, rất là nhiều. Con chị rồi mai một chị của gia này, chị cũng vừa cái chuyện của con chị. Con chị đem vào cái chuyện đó. Rồi sau này rồi làm sẽ xây. Nói chung là nói chúng là chúng sẽ vẽ ra rất nhiều bức tranh. Đúng rồi. Cái vô cùng hoàn hảo. Ừ, ba đời đời chị hết làm xong rồi con chị cô làm rồi không đóng cái tiền ban đầu nữa. Mà chị căn cước là có căn cước là vô đó là thế tiền của chị thôi. Không phải đóng tiền ban đầu như chị nữa. Ngon lắm. Ba đời con cháu ba đời trong khẩu là ba đời là hưởng ba đời. Ngon lắm, dòng họ ăn hết rồi. Yeah. Các dòng họ ăn hết rồi. Chi nhánh này nó ăn hết rồi. Bây giờ dù sao nó tiền mất rồi. Em có lời khuyên như này dành cho chị. Chị hãy đối diện với sự thật. Sớm hay muộn chồng chị sẽ phải biết. Đúng rồi. Mình không đi giấu. Không, chửi cũng phải chấp nhận. Chửi cũng phải chấp nhận. Chứ chị cứ giấu này không được. Chị cứ giấu này, chị sẽ mất ăn mất ngủ. Và một ngày nào đó, một ngày nào đó chị sẽ trầm cảm. Đúng rồi. Và tiền ấy thì lớn là lớn thật, nhưng chưa phải là mãi mãi. Miễn sao chồng mình hiểu và thông cảm và tha thứ cho mình. Nếu chị bây giờ xảy ra một điều gì đó, chị là người lỗi chồng lỗi mà tội chồng tội. Chị sinh ra con chị nhưng chị không nuôi được đến khi trưởng thành mới vợ lấy chồng. Chị là mang họa mà mang tai mang tiếng, là chị là người tội lỗi nhất. Đúng rồi. Nha. Và chị bỏ chồng chị ngang đường, ngang chợ mà tuổi già sức yếu, là chị là người mang tội. Bây giờ mà chị chết, được chưa? Người ta không chữa thêm chị được. Chị nghe rõ không? Đúng rồi. Chị có mệnh hệ gì? Không cần chị kiếm ra tiền, nhưng chị có mệnh hệ gì là gia đình chị khổ đầu tiên. Đúng rồi. Bây giờ là phải lo ma này. Đúng chưa? Mất một vài trăm triệu, mất tiền rồi, mất người còn mất tiền. Đúng không? Chồng mất vợ, con mất mẹ. Chị nghĩ như vậy không? Mà thậm chí chị còn bố cha mẹ nữa. Cha mẹ mình chưa bao nhiêu được. Tại sao mà mình vì một số tiền nó như thế này là mình phải ra đi? Không được suy nghĩ như vậy nha. Có nhiều người mất nhiều lắm chị. Chị mà làm điều gì đó dại dột, sai trái với lương tâm của mình, các con chị sẽ hận chị lắm. Nhưng bây giờ con chị không phải hận chị. Bây giờ con chị sẽ thương chị. Nhưng buồn thôi, phải buồn. Buồn là chị không chia sẻ. Buồn là chị giấu. Chồng chị cũng vậy. Nhá. Con gái chị đang cần cái tình thương của chị. Sau này ví dụ như vài năm trưởng thành lấy chồng, lâu lâu về thăm bà ngoại. Bà ngoại ra đi để biết thăm ai, đúng không? Ví dụ cháu ngoại chị sau này mẹ chở con về bà ngoại, bây giờ cứ biết bà ngoại là ai mà thắm. Chị không được suy nghĩ như vậy. Tiền mất thì mất rồi, nhưng mình phải đối diện sự thật. Tại sao trước khi mình làm mình lại không suy nghĩ, đến ngày cuối cùng mà mình đóng tiền nhiều như vậy, mình đóng nhiều mình thấy sai sai chứ, sao mình dừng chân mà sao mình tại sao lại chuyện với chồng? Anh ơi, em đi vô làm mà công ty này nó ép em đóng hoặc nó giúp em đóng này, mà em đóng nữa đóng phần này thì đảm bảo chị không mất nhiều như này. Đây là chị gái bên cạnh cũng giống như của chị, nói hết sự thật, không cầm tiền, không cầm đất nữa, đã mất hơn trăm, chị mất 300. Có nghĩa rằng tất cả đều giấu, mà giấu là bất kỳ. Nhưng thôi bây giờ này, tốt nhất là mình về đối diện sự thật nha. Còn chúng nó ăn đồng tiền của mình ý, thì mình chẳng biết là như thế nào cả, nhưng mà chẳng biết là người nào người cuối cùng được hưởng. Nhưng mà đại loại những cái công ty đa cấp này gọi là mang tên đa cấp nó có rất nhiều hình thức. Đúng rồi. Toàn dụ dụ lớn lớn tuổi có, nhỏ nhỏ tuổi có, kiểu gì cũng có. Quán cà phê hiện nay mọc rất nhiều. Đúng rồi. À,
chúng sẽ thuê một cái lầu trên cùng để tránh người lạ tiếp xúc, chúng sẽ dụ chị những cái kiểu như này, thậm chí cả ngày đó. Nhưng mà thôi thì là tiền mất rồi, mình không buồn nữa nha, về đối diện gì cả, nói chuyện với các con trước, bây giờ xíu nữa mẹ sẽ nói chuyện với ba, các con nói phụ mẹ được không? Mình nói như vậy là các con sẽ hỗ trợ, các con sẽ đồng cảm và thông cảm với mình. Mình mà giấu là các con còn giận nữa. Không giấu, nói thật. Bố mẹ không phải ăn chơi. Mẹ muốn kiếm tiền để cho gia đình, nhưng mẹ không hiểu rõ và mẹ bị người ta gạt. Các con chỉ sẽ thương chị, tiếc tiền nhưng mà sẽ thương chị. Đúng không? Ok chưa? Chị hãy nói chuyện trên video này. Hy vọng cái người là trực tiếp nhận tiền của chị á, chị nói chuyện tên người ta sẽ phải trả lại tiền cho chị để chị về trả lợ, trả cho mọi người. Chị nói chuyện với người ta đi. Thì bước vào thì em cũng vào thì em động cho ai? Em bước vào thì em động cho là cấp trên Hạnh á. Hạnh đúng không? Dạ, Hạnh là 13 triệu, sau này động thêm là 150 triệu, động thêm 120 triệu, rồi động thêm 13 triệu 600 nữa. Là tức là nó là cấp trên, nhưng mà là ông Dũng đó là quản về cái công ty, nó đó là cấp trên nữa. Nhưng mà em vẫn là sẽ tức là em chị chuyển khoản hay tiền mặt? Em đưa tiền mặt. Ồ, trong cái nó không cho chuyển khoản à? Có chứ, không phải mình tài khoản không có khoản cho nên mình toàn là tiền mặt không, mà nó vẫn cho chuyển khoản cũng được. Mình có quay phim ghi hình được không? Dạ không, nói chung là xong em mới đưa tiền, xong bữa cách đây ngày hôm qua em mới nói bây giờ chưa là chị đem vào một số tiền lớn như vậy mà tại sao không có đưa cho chị một loạt đơn về thế này, chị đưa 170 triệu cũng không có một cái tờ giấy gì hết, người ta nói là buộc xa thì ra chị, mà bây giờ chưa chị bị vừa đây chị cũng không có biết trong lợn mà việc là gì mà kia chị lăn tay, mà trong lúc nào cũng đưa cho chị một cái tờ giấy rồi còn đưa em hoàng bắc em đưa hàng, xong em kêu lại giờ chưa đưa một cái đơn hàng lại cho chị, mà kêu như chưa hình chưa đi lên trên biên hoa cho chưa mới làm rượu đâu rồi á. Chị trước đây làm văn phòng à? Dạ không. Không trước đây mà, hay là công nhân? Không, em là công nhân không mà anh ơi. Công nhân hả? Dạ, tại vì em mặc áo công nghệ thường xuyên vậy đó. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ này thôi. Bây giờ anh tính anh hỏi mẹ người này coi. Rồi bây giờ mình cứ thôi. Bây giờ em nói thật với chị thôi, trước mắt là em chia buồn với tất cả gia đình mình. Dạ. Cái điều thứ hai em nhắn gửi lại chị một lần nữa, mình hay bản lĩnh đối diện sự thật, nói chuyện với chồng con. Mình không được nghĩ một điều sai trái mà dạy rồi, bỏ chồng bỏ con là mình có tội. Mình có tội vô cùng rất lớn. Thì em cũng có kể mẹ đừng chạy ông nói đi đến niệm, nhưng mà ông chồng... Không, bây giờ chị có nói chờ, nói thật, chị gọi trước khi nói chuyện. Trước khi nó muốn nói chuyện với chồng, chị gọi các cháu ra. Hôm nay sang nhà cái gì chơi hay sang nhà cô chơi hay nhà bác chơi. Xíu nó bác mở lời bác nói, thì các con nói hộ nói dụ. Được chưa? Yeah. Nhá, là mọi chuyện sẽ êm xuôi, mọi người tác động. Nhá, yeah. Ok chưa? Yeah. Rồi cảm ơn chị. Yeah. Chào em trai. Yeah. Em đang biết em tên gì? Dạ, em tên là Hoàng Phi Tú. Em 30 mấy rồi? Dạ 36. Em quê quán ở đâu? Dạ Long Khánh. Rồi. Tổng số tiền em cũng dính như các hai chị gái kế bên, tại địa điểm như trên. Dạ 50. 50 triệu. Dạ. 50 triệu đấy tiền đó của em hay tiền em mới mượn? Dạ đó, anh nghĩ là lên công ty làm công ty dẫn em đi ra mua xe trả góp. Ôi giời. Em vô công ty xin việc làm. Dạ. Và công ty dắt em đi mua xe trả góp. Dạ đúng. Có dùng căn cước không? Dạ có. Căn cước của ai? Của em. Họ tên là gì? Đặng Hoàng Huy Tú. Đặng Hoàng Huy Tú. Dạ. Em mua xe gì? S đời mới đúng không? Dạ. Đời 24 giờ đúng không? Dạ 24. Xe chỉ giá bao tiền? Dạ 47 triệu mấy trăm. Mỗi tháng em phải đóng bao nhiêu tiền? Dạ 4 triệu 2. Đóng bao nhiêu tháng? Dạ đóng 9 tháng. 9 tháng 4 triệu 2 à? Mà đóng tiền trước bao nhiêu tiền? Dạ đóng trước là 10 triệu. Úi giời, tiền đâu có? Công ty cho mượn. Công ty cho mượn là nó lấy luôn, em hiểu không? Nó cho mượn nó đi cầm được xe đấy, xe nó đi bán khác nó lột luôn số tiền đó. Dạ đúng rồi. Chứ không có công ty nào cho mượn. Dạ đúng rồi. Còn là anh biết thừa là tí này sẽ hốt mớ tiền này. Đúng không? Mà em không cách nào em thoát được. Dạ. Vì vậy cho nó đưa cho em, nó ứng trước cho em là bình thường. Dạ. Nó cho em mượn 10 triệu. Dạ. Và mua chiếc xe. Dạ. Và bán chiếc xe được bao tiền? Dạ 24 triệu. Úi giời. Thế là vì chi là 24 triệu về chi là em chỉ đóng có 14 triệu cho công ty thôi, còn 10 triệu em phải trả. Rồi anh có nghĩa là công đóng cho công ty là 13 triệu, trả cho công ty 10 triệu nữa là 23 triệu, còn dư 1 triệu. Đấy, biết, thấy chưa? Thế cái xe đấy là hiện nay á, là nay mai em phải trả là mỗi 1 tháng là 4 triệu mấy? Dạ 4 triệu 2. 4 triệu 2? Dạ. 10 tháng là 42 triệu? Dạ 9 tháng. Trả 9 tháng? Dạ. Sao là dễ vậy? Tại vì trả trước 10 triệu. À, trả trước 10 triệu rồi. À, rồi, ok, nhớ rồi.
Hiện đang được mấy tháng rồi? Dạ mấy tháng đầu tiên. Đóng tiền chưa? Dạ chưa. Sao không đóng? Dạ chưa có, em xong rồi em trốn 5 ngày nay. Sao trốn? Tại không có tiền đóng nó vô nhà em. Ôi giời. Em cầm căn cước đi mua hả? Dạ đúng. Nó dẫn em? Có nghĩa là đưa cho căn cước cho công ty dẫn đi mua. Công ty tự dẫn đi mua? Dạ. Công ty mua xe, xe của ai? Công ty gì? Đại lý ở đâu? Công ty An Phát. Đại công ty An Phát. Người trực tiếp dẫn em đi là tên gì? Dạ tên Phong. Người tên Phong, khoảng dạ. Bao tuổi? Anh đó khoảng... anh nó nhỏ tuổi hơn em. 30 không? Cỡ đó, tầm đó. Có đóng thùng đẹp giống chị gái này không? Dạ ok. Quần đen đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ. Đóng thùng ăn mặc cái giống này. Dạ đúng. Người ta thường gọi là sơ vít đóng thùng. Dạ đúng rồi. Ờ. Thế là cuối cùng là sản phẩm em nhận chưa? Dạ sản phẩm nó đưa cho em. Mấy cái thuốc? Nó đưa cho em còn lại công ty là còn lại còn 5 triệu mấy. Ờ. Xong rồi giờ em muốn trả hàng lại, em muốn trả hàng là tại hàng người ta kêu là mua mà giá cao quá người ta không mua. Giờ em muốn trả hàng lắm lên em muốn lấy lại 13 triệu để em đóng tiền xe. Hiện nay em đang làm công việc gì? Hiện nay em đang làm công việc gì? Hồi xưa là em đi lơ xe công. Ủa, sao giờ mình không lơ nữa? Dạ giờ ông già nó không chạy nữa. Mình lơ xe cho chủ khác. Dạ. Kiếm việc khác. Dạ. Em đóng tiền vô đây là em có nghĩ là mình bị lừa không? Lúc sau này em mới biết. Chúng dù chị là dù em có ngon ngọt lắm. Dạ có. Nói chuyện là nay mai mình có được cuộc sống giàu sang không? Dạ có. Nó có nói mình mua nhà lầu xe hơi không? Dạ có. Mua xe gì? Cũng thứ, cái gì cũng có. Bây giờ mua Audi không? Anh mơ ước lắm đấy. Mà cuộc đời anh không biết là chắc xa vời lắm. Ngồi những xe đấy thì chắc mơ ước thì là mơ ước thôi. Mà em nghĩ sao mình không có trình độ đẳng cấp. Vô đấy chỉ đóng vài triệu mà mình sao mà có cơ hội vậy? Em có đóng có chục tỷ, ngàn tỷ em có. Dạ. Thay là em mua xe bên ngoài một vài tỷ. Chứ em đóng là hàng ngàn tỷ không có chuyện đâu. Dạ. Em ạ. Nghe là mắt trắng. Công ty hiện nay có gọi em vô làm tiếp không? Dạ có. Sao em không vô? Em không vô, nó điện em mà em không bắt máy. Điện bắt máy đi, vô tiếp đi. Nhà mình còn nhà không? Dạ có. Sao mình không bán? Bán đóng vô đấy đi em. Ba mẹ em biết không? Dạ không. Em giấu hả? Dạ. Úi giời. Giờ mà ba mẹ mà nghe trên đây chắc chết em. Ừ. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Dạ 70. 70 là cũng lớn tuổi rồi. Sao mình chưa lấy vợ? Dạ. Lấy vợ đi được em. Dạ. Nhưng nếu lấy vợ thì khả năng em lại không bị mất tiền. Em được cả vợ lại không mất tiền. Tất cả những công ty hoặc những cái gì đó mà đăng trên mạng xã hội nha. Mình cần nên mình phải tới tận nơi để mình kiểm tra công ty hoạt động trong sạch thật hay không, hàng hóa này giao cho ai và giao đi đâu, và có hóa đơn chứng từ hay không, mình đóng tiền vô hóa đơn có mọc không, ai là người thủ quỹ, ai là người nhận tiền. Đúng nha. Mà biên lai thu tiền là phải có 2 hoặc 3 cái nha. Dạ. Chủ giữ và công ty giữ và kế toán giữ. Đúng chưa? Dạ. Hàng hóa cũng vậy, phải có nơi xuất xứ, tem nhãn mác đàng hoàng, đóng dạo mà mộc đóng dấu đàng hoàng, đúng không? Dạ. Còn này là em bị gạt rồi. Dạ. Em có mong muốn là mình lấy lại số tiền này không? Dạ mong muốn. Em mới nói chuyện lớn tiếng lên. Em mong muốn anh Tâm lấy lại tiền cho em. Ừ. Mong muốn lấy lại số tiền cũ, cái số tiền mà em đóng đúng không? Dạ. Hiện nay là lấy lại thì cũng chỉ lấy được 10 mấy triệu thôi. Dạ. Nên em sẽ mất trắng là mấy chục triệu rồi. Dạ. Ừ. À, khổ không? Dạ. Hiện nay em bỏ trốn luôn hả? Dạ. Em đang trốn ở đâu thì chỉ anh trốn đấy. Hả? Đang trốn ở đâu? Trốn nhà bạn. Nhà bạn hả? Rồi trốn nhà bạn, yên tâm, trốn kỹ vào, trốn sâu vào nhé. Trốn kỹ vào nhé. Dạ. Rồi lần sau mình sẽ cảnh giác em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú chị, đây là một cái câu chuyện thực sự là nghe là rất cay đắng. Đến giờ phút này anh em mới ghi nhận là tất cả một cái câu chuyện này đều là một nhân vật và đều là một chủ sở hữu, và tất cả cách thức, các chiêu trò đều giống nhau. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai xem được video này hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để tránh tình trạng bị gạt giống như thế này. Đây là một câu chuyện không ai mong muốn mình bị lừa, mình gạt. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video này có nói chuyện với các chị gái hoặc là có bình luận hay nhẹ nhàng, đừng chửi hoặc là đừng có gì đó để tội nghiệp cho các chị gái và em trai. Bởi vì đây là không phải mình mong muốn là mình bị lừa, và mình cũng chẳng mong muốn là mình lên mạng xã hội, đúng không? Nhưng đây là lên mạng xã hội là vì bất đắc dĩ, bất khả kháng. Đến giờ phút này trong 3 nhân vật này, hiện nay chỉ có 1 nhân vật là gia đình và chồng biết, còn 2 nhân vật còn lại hiện nay đang bí ẩn. Hy vọng là gia đình chồng của chị gái áo trắng bên cạnh chị Bưởi xem video này có thể là ai thông cảm, bỏ qua cho chị, không chỉ trích chị, bởi chị không muốn mình bị lừa.
và mình cũng chẳng mong muốn là mình là con lợn, và mình cũng không mong muốn là mình là một gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Nhưng đây là câu chuyện bị gạt. Hy vọng là các cô chú chị xem video này hãy đồng cảm và cảm thông cho các anh các chị ở đây. Rồi hôm nay gia đình mình về đây có đồng ý cho các anh em mình xin nhận chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng tìm được công ty và tìm được những số tiền trả lại cho gia đình mình không? Đó. Rồi cảm ơn gia đình mình. Dạ, cảm ơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị và bạn trong video tiếp theo. Dạ.